Các bạn đang nghe truyện Trường Sinh Bất Tử Trảm Yêu Trừ Ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1288, gió tốt nhờ sức giúp ta bước lên trời xanh, 2. Không nói đến cái khác, phu quân của Ngọc Sơn Long Phi chính là người mà Thẩm Tông chủ đã đánh chết ở Nam Hồng. Tiếc rằng với thân phận của Hoàng Văn Pháp, ở đây không có tư cách tùy ý đi lại, chỉ có thể đi theo sau tiểu tử này đến nơi nghỉ ngơi, dưới ánh mắt tức tối của lão ngũ kỳ gia. Ngươi điên rồi ra khỏi phạm vi của điện Long Vương, tím tiên cuối cùng cũng buông tay áo của thẩm nghi ra, tức giận nhìn hắn. Với sự thông minh và cảnh giác của tiểu tử này, tuyệt đối không thể vô ý bị kéo vào vũng nước đục này, 8 phần 10 là hắn cố tình xông vào. Nghĩ đến đây, nàng có chút sợ hãi. Nếu không phải hôm nay tình cờ định đến xe một chút, thì quả thực là đã để tiểu tử này xông vào. Đại tông chủ của ta, ngươi có quên điều gì không? Tím tiên điều chỉnh hơi thở, hôm nay nhà nguyệt muốn vây bắt vạn yêu điện nguyên nhân là hai huynh đệ kia chết ở bên ngoài bọn họ đang tìm hung thủ kết quả là không cần tìm hung thủ tự mình xông vào còn tỏ vẻ rất bình tĩnh nhìn có vẻ còn thoải mái hơn bất kỳ ai ngoại trừ nhà nguyệt thẩm nghi còn đắc tội với vạn yêu điện bên kia cũng có nghĩa là cả hai nhà này đều muốn giết hắn không quên tình cờ gặp được nên đến xem thử thẩm nghi tùy ý nhìn xung quanh hắn và long phi không quen lắm mặc dù muốn hợp tác nhưng không phải trong hoàn cảnh này chỉ là người lão khô gầy mà hắn nhìn thấy trước đó thực lực của lão khiến hắn có chút không đoán được hơn nữa còn liên quan đến trận đồ không biết có giấu giếm thủ đoạn gì khác không để đảm bảo không xảy ra bất trắc hắn quyết định nhân cơ hội này để kiểm kê lại những thứ đã thu được xem thử tiếm tiên tức giận đến mức cười không nổi nhưng khi nghĩ đến những việc mà đối phương từng làm cùng với những gì cơ tỉnh hy đã nói lần trước nàng suy nghĩ một chút vẫn thu lại tư thế của một bậc trưởng bối. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng nếu ta mắt trần trụi nhìn ngươi mạo hiểm mà không quan tâm, nếu xảy ra chuyện gì, tỉnh hy sẽ hận ta cả đời. Đám người bắt hồng kia, không giống với những người mà ngươi từng gặp, bọn họ có nền tảng sâu dày, lại có cơ hội tiếp xúc với tiên nhân, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối đừng đối đầu với họ. Nói một mạch, tím tiên hơi thở dài, được rồi, dù sao thì ta cũng đã đưa ngươi ra ngoài, ngươi suy nghĩ kỹ rồi, đi hay ở tùy ý đa tạ thẩm nghi nghiêm túc gật đầu hắn có thể cảm nhận được con rồng trắng râu tím này thật sự đang suy nghĩ cho mình không có chuyện gì khác ta đi trước ngươi đi đâu tiếng tiên ngẩn người nhìn đối phương rời xa thẩm nghi duỗi người đi chuẩn bị sẵn sàng ta tiếng tiên tức giận trong lòng cảm thấy mình vừa nói một đống lời không câu nào vào tai đối phương cho đến khi bóng dáng của thẩm nghi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nàng dậm chân mạnh, thấp giọng nói, tùy ngươi tùy ngươi, ta không phải người của thất tông, mặc kệ ngươi sống chết. Phù! Thẩm nghi bước đi chậm rãi, bóng dáng dần trở nên mơ hồ, nhanh chóng hòa nhập vào bầu trời xanh. Những hành động của con rồng trắng râu tím này, khiến hắn rất khó có thể không bị lay động khi nhìn đông long cung, trên đường giết chóc tu hành này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống tương tự như vậy không khỏi khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Thôi đi, bây giờ không thể đánh lại, nghĩ nhiều làm gì. Thẩm nghi thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên bề mặt nước, bóng đen khổng lồ dần bao trùm nơi này, từng khối trấn thạch từ bốn phương tám hướng trở về, mang tất cả những thứ đã thu được gửi vào chiếc nhẫn đeo ngón tay. Đàm Lan tinh đồ, hắn lặng lẽ nghiền ngẫm cái tên này trong lòng, ánh mắt rơi vào những trấn thạch. Quả nhiên là tu sĩ Bắc Hồng, Mỗi lần đều có thể mang đến cho mình những thứ tốt. Phải biết rằng trong vạn yêu điện, hiện tại chỉ riêng những trấn thạch hợp đạo cảnh trở lên đã có hơn 20 khối, trong đó còn có cả hàng sơn lão tổ có tu vi thiên cảnh, nếu cộng thêm cả vài vị điện chủ như Kha thập tam, hiệu quả của trận pháp này e rằng sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Đi đi. Thẩm Nghi Thả An ức ra, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Yêu. Bởi vì Tây Long cung muốn thả mồi nên hắn cũng không ngại thuận thế cắn câu một vị điện chủ hẳn là đủ để chúng khiến chúng động lòng an ức tuân lệnh trên mặt của tiểu hổ yêu này đã không còn vẻ non nớt ban đầu sau khi vạn yêu tây điện mang đến thần thông những yêu yêu trấn thạch lớn kia đã liên kết với hơi thở của an ức trở thành một thể trên người nó tỏa ra mùi vị tương tự như thái thượng u minh phủ sau khi làm xong những việc này cuối cùng thẩm nghi cũng đặt tầm mắt lên chiếc nhẫn đeo ngón tay trong nháy mắt, tuổi thọ của yêu ma bắt đầu nhanh chóng trôi qua, từng đạo yêu hồn xuất hiện từ hư không, mặc dù ý thức còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã theo bản năng quỳ xuống trước bóng dáng áo mực mơ hồ này. Những khối trấn thạch dày đặt rơi vào vạn yêu điện đông điện, da đá đồng loạt trụng xuống, hóa thành đủ loại hình dạng hung tợn. Cùng lúc đó, ở vạn tượng cát, Kha Thập Tam dường như cảm nhận được điều gì, bỗng đứng dậy. Toàn bộ vạn yêu đông điện đều tràn ngập hắc khí, một tiếng tim đập như sấm vang lên những thứ được mang thai bên trong bắt đầu dần trở nên rõ ràng ầm um, ầm um, ầm um, thẩm nghi bình tĩnh lựa chọn thi thể yêu ma muốn cố gắng tụ tập thêm vài khối đại yêu hợp đạo cảnh huyết hà chảy cuồn cuộn trong tay hắn dần tạo thành một con đường dẫn đến thiên cảnh trung kỳ tây hồng điện long vương nguyệt công quý nhắm mắt dưỡng thần lão ngũ kỳ gia ngồi bên cạnh Suýt nghiêng lười biến dựa vào ghế chính ánh mắt quét qua nhiều tu sĩ dưới chân có tình huống chủ trận của mình mỗi người chỉ cần ghi nhớ một phần trận đồ mà thôi cũng không cần hiểu vậy mà lại mất nhiều thời gian như vậy một đám gà mờ này cũng xứng đáng ngồi sở hữu bảo địa này sao bây giờ chỉ hy vọng rằng vạn yêu điện được cho là có thể mang đến cho mình một bất ngờ nào đó nguyệt trưởng lão lão ngũ kỳ gia phát hiện lão nhân bên cạnh đột nhiên mở mắt có tin tức rồi Nguyệt công quý không thèm để ý đến tiểu tử này Mà nhìn về phía suýt nghiêng Hắn phái một tộc nhân Sử dụng thân thể họa lân ở Tây Hồng Chính là muốn xem xem vạn yêu điện có thực sự như lời đồn Thích chiêu mộ các đại yêu Có chút thú vị Suýt nghiêng ngồi thẳng người Trên mặt lộ ra vài phần hứng thú Có thể phản ứng nhanh như vậy Cho thấy vạn yêu điện này đã nắm giữ Tây Hồng đến mức vô cùng đáng sợ Cũng tạm được ít nhất không phải là thứ chỉ để trưng bày, không ngạc nhiên khi dám đối đầu với Tây Long Cung. Nguyệt trưởng lão đừng làm ta thất vọng, ta thực sự rất muốn gặp, đám thứ vật ẩn giấu này, rốt cuộc có bộ mặt xấu xí như thế nào, khiến chúng không dám gặp người. Xuyết tông chủ yên tâm. Nguyệt công quý chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải vì tên súc sinh Nguyệt thiên cơ này, có lẽ hiện tại nhà Nguyệt cũng không cần chịu đựng sự châm chọc lạnh lùng của tiểu bối đạo Hoàng Tông tên súc sinh này chết cũng tốt nhưng ngàn không nên vạn không nên người của man di chi địa này không nên động thủ với nguyệt thiên tề đó đã là hy vọng cuối cùng của nhà nguyệt đi thôi nếu vạn yêu điện này có tin tức linh thông như vậy thì cho dù không phải bọn chúng làm cũng nên cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài điện nhà nguyệt ở bắc hồng còn cần nói lý nhưng ở đây là tây hồng sinh linh tây hồng quá ngu xuẩn không hiểu lý chỉ cần nhận ra nắm đấm là đủ. Đám đệ tử nhà Nguyệt Đồng Lạc đứng dậy, theo sau với sát khí ngập trời. Trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn, nồng nặc khiến người ta khó thở. Đám tông chủ Tây hồng sắc mặt đen như mực, không giấu được sự hoảng sợ trong mắt. Đi theo một đám yêu để đối phó với một đám yêu khác. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ hoàn toàn không giống như đang được mời đến hỗ trợ, mà ngược lại còn giống như một đám nô bộc, đừng nói là khách khí đám người bắt hồng này thậm chí còn chưa từng coi bọn họ là người. Xin hỏi suyết tông chủ, ngài làm sao đảm bảo cho tính mạng của chúng ta an toàn? Cuối cùng, một người không nhịn được hỏi. Không phải là sợ chết, đã đến đây rồi, thì đã chuẩn bị sẵn sàng mạo hiểm, dù sao cũng là tông chủ hợp đạo, ai cũng không muốn Tây Hồng bị một thế lực không rõ nguồn gốc đánh bại từng người, cuối cùng rơi vào cảnh địa ngục. Nhưng thái độ của vô lượng đạo Hoàng Tông, thực sự là quá cao ngạo bằng tên của vô lượng đạo hoàng tông ta. Thuyết nghiên lạnh nhạt nhìn qua. Ngài có chắc chắn rằng vạn yêu điện sẽ kiên kỵ vô lượng đạo hoàng tông không? Phải biết rằng, bọn chúng chính là, vị tông chủ kia nghiến răng, vạn yêu điện nổi tiếng nhất, không phải là vì đã chém giết đệ tử của vô lượng đạo hoàng tông sao? Điều đó thì ta không chắc. Xuyết nghiên lắc đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong, nhưng bản tọa rất chắc chắn, chỉ dựa vào cái tên này, các ngươi không dám không phục tùng, đã không có lựa chọn nào khác, vậy thì cần gì phải nói nhảm ở đây. Lời này vừa dứt, mọi người đều nhìn qua với ánh mắt tức giận không dám nói gì. Câu này, chỉ có kẻ ngu mới ra sức giúp các ngươi. Hoàng văn pháp mắt trắng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng còn chưa kịp để người khác phản ứng lại, hắn như nhìn thấy cái gì, dùng sức tác vào mặt mình mấy cái, nói miệng không nghĩ, nói miệng không nghĩ, cửa điện lớn trống trải, một bóng người áo mực đứng lặng trên gương mặt trắng trẻo túng tú không có nhiều sóng gió giống như chỉ là tình cờ đi qua đây hắn lắc lắc viên linh ngọc kẹp giữa ngón tay sau đó yên lặng đi vào đám người hành động của thẩm nghi không nghi ngờ gì đã khiến mọi người đứng sững tại chỗ quả thực có người quan tâm đến tây hồng rõ ràng đã bị ngọc sơn long phi cứu đi còn có thể tự mình trở về nguyệt công quý liếc nhìn thanh niên áo mực này không nói gì thêm hiện tại hắn không có tâm trạng để ý đến chuyện khác ngược lại suýt nghiêng hơi ngẩn ra sau đó lộ ra một nụ cười thú vị hắn không vì điều này mà coi trọng thẩm nghi hơn ngược lại còn khẽ thở ra hai chữ ngu ngốc gió tốt nhờ sức giúp ta bước lên trời xanh loại người cứng đầu này hận không thể chứng minh với tất cả mọi người sự trưởng thành của hắn hoàn toàn dựa vào bản thân hoàn toàn không dựa vào ngoại lực như thể như vậy sẽ khiến hắn trở nên cao quý hơn điều này khiến suýt nghiêng liên tưởng đến một người khác cả đời đều dựa vào ngoại lực, nhưng vẫn luôn cho rằng bản thân mình vô cùng xuất sắc. Đừng nói, đúng là rất giống. Xuyết nhiên cười lạnh một tiếng. Phục phục giữa bầu trời xanh trong, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng lơ lửng, áo choàng màu đen huyền bay phấp phới, trên đó, những pháp văn màu vàng sậm cuồn cuộn như mây như rồng, tăng thêm vài phần khí chất quý tộc. Nàng lặng lẽ nhìn xuống. Dưới nước, một con hung thú to lớn đang điên cuồng bỏ chạy, dáng vẻ giống như kỳ lân, nhưng lại không có chút khí tức ôn hòa nào, toàn thân màu đen, phủ lông vũ dài, trong lúc chạy như thể đang cưỡi mây đạp gió, đúng là một con họa lân. Lúc này, họa lân đã bị thương khắp người, khí tức càng yếu ớt đến cực điểm, rõ ràng là đã đến gần chết. Hô! Hô! Nó thở hỗn hển, hoảng sợ nhìn bóng dáng trên trời vẫn đang đuổi theo. Nó không nghĩ rằng vạn yêu điện có thói quen thu nạp yêu tộc, tuy nhiên vừa mới xuất hiện, người này đã ra tay giết người từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào hơn nữa đối phương rõ ràng có tu vi thiên cảnh dù nó có sử dụng thần thông hắc vân cũng không thể thoát thân tại hạ nguyện ý nguyện ý bái nhập vạn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên trời đột nhiên biến mất tại chỗ dưới áp lực khủng khiếp họa lân chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất là bảo toàn tính mạng lời nói còn chưa dứt trong tầm mắt của nó đã xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn như trẻ con dường như xuyên qua hư không trực tiếp đè lên trán nó như bàn tay trẻ con nhưng mang theo uy thế vô biên như trời đất đổ sập xuống khiến họa lân không thể thở được trái tim cũng ngừng đập không còn chút ý nghĩ phản kháng nào vẻ hung tợn trên mặt cứng đờ đôi mắt dần trở nên mờ đục đối phương không phải là muốn khuất phục nó nàng thực sự muốn giết nó ngay sau đó bên tai họa lân vang lên tiếng nổ ầm ầm theo sau đó là sự mất thính hoàn toàn như có sấm sét nổ tung trong đầu trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay gầy gò già nua ngăn cản bàn tay nhỏ non nớt kia lão nhân không lưng đứng thẳng như vẫy đuổi rồi vung tay vung tay như thể xung quanh nước và đất đều bị đẩy ra ngoài yêu lực hùng hậu dân trào ngay trước bàn tay non nớt kia liền bùng nổ ầm phát văn màu vàng sậm dao động toàn bộ ống tay áo màu đen cuộn lên an ức lập tức bị đẩy lùi bay trở về bầu trời vượt qua hàng nghìn trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình nàng hơi điều chỉnh lại nhịp thở, im lặng nhìn bóng dáng mới xuất hiện dưới nước, cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn. Trưởng ấn ngươi hôm nay không giết, chỉ là chút trừng phạt. Nguyệt công quý chậm rãi đứng thẳng, thu tay lại, liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên trời, bây giờ ngươi có thể thử gọi môn hạ của mình, bần tọa đợi ngươi một nén nhang. Loại chuyện thẩm vấn này, bắt được nhiều người tất nhiên sẽ tốt hơn chỉ bắt một người, có thể đối chiếu lời khai của nhau sau khi nhìn thấy môn hạ của vạn yêu điện này nguyệt công quý vốn còn có chút kiên kỵ giờ đã hoàn toàn buông lỏng chiếc áo pháp màu vàng sậm quả thực có tác dụng che giấu khí tức nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt của một đại yêu thiên cảnh hậu kỳ như hắn tất nhiên môn hạ này của vạn yêu điện rất có khả năng còn có những biện pháp ẩn giấu khí tức khác hai thứ cộng lại thực sự khiến người ta khó nhìn rõ nhưng khí tức có thể lừa người ra tay thì sẽ lộ tẩy hơn nữa Nguyệt Công Quý là đại trưởng lão trấn giữ tộc Họa Lân, kinh nghiệm phong phú biết bao. Lần giao thủ vừa rồi, đã khiến hắn nắm rõ thực lực của An ức đến 89 phần. Dù đã rất gần, nhưng vẫn chưa đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới này tất nhiên là thiên khung không thể chạm tới, nhưng so với cách hành xử của vạn yêu điện, thực lực này lại có phần thấp, không đủ để hỗ trợ chúng nuốt trọn toàn bộ Tây Long Cung. Nhìn những bóng đen như mây đen từ dưới nước tràn ra. An ức nhanh chóng rút mắt, không chút do dự, xoay người bỏ chạy về phía sau. Chạy đi. Thấy vậy, Nguyệt Công Quý chỉ cười khẩy, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Khi bóng dáng của An ức biến mất trong mây sương, như va phải một màn trắng, toàn thân nhỏ bé lập tức bị đẩy lùi trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy bầu trời vừa trong vắt, lúc này đột nhiên lóe lên. Một ngôi sao hiện ra giữa ba ngày, có tới 49 ngôi, nối lại với nhau, vẽ ra một đóa hoa đào che trời. An ức đứng ở trung tâm hoa, như bị một nhà tù khổng lồ bao phủ, thân hình nhỏ bé càng thêm mỏng manh, thậm chí còn có chút tội nghiệp. Hít. Rất nhiều tông chủ hạ xuống mặt đất, nếu không phải đại trận này đang điên cuồng hút khí tức từ trên người bọn họ, họ thực sự rất khó tưởng tượng, chỉ dựa vào một đám tu sĩ địa cảnh, lại có thể giam cầm được cường giả thiên cảnh thực sự. Đây chính là nền tảng của Bắc Hồng sao? Chỉ cần lộ ra một chút từ kẻ tay, liền có thể trở thành bảo vật thay đổi cục diện tây hồng đừng nói là vô lượng đạo hoàng tông cho dù là tông tộc thứ hai như nguyệt gia chỉ cần ra tay liền khiến toàn bộ tây hồng đều sợ hãi biến thành một tiểu cô nương có thể tùy ý khống chế nghĩ đến đây bọn họ cũng không coi thường nhóm người này thậm chí còn không biết là kiêu ngạo mà là thực sự không cùng tầm mắt thu hồi tâm trí của các ngươi đừng nghĩ lung tung trong linh ngọc truyền đến tiếng cười khẽ của tuyết nghiêng có thể thấy hắn khá hứng thú với việc khiến nhóm người Tây Hồng này hoảng sợ. Được rồi, Nguyệt trưởng lão, thu trận. Có thể bắt được nhiều hơn tất nhiên là tốt, nhưng nhìn dáng vẻ của môn hạ vạn yêu điện này, nếu thực sự có thể gọi người, cũng sẽ không quay lưng bỏ chạy. Ngay sau đó, giọng nói của Tuyết Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong linh ngọc của mỗi tông chủ đều truyền đến mệnh lệnh khác nhau. Trong mắt hắn, những tu sĩ này như không phải sinh linh, mà chỉ là từng quân cờ, chỉ cần hắn ra lệnh, liền có thể khiến đại trận tham lan trên trời lập tức tỉnh lại, bày ra nanh vuốt với môn hạ của vạn yêu điện. Một mình điều khiển trận đồ cần 17 vị vô lượng đạo hoàng tông chủ mới có thể khởi động, còn có thể làm được như chúng không người, chỉ với một chiêu này, đã xác lập danh hiệu Bắc Hồng Đệ Nhất Thiên Kiêu, lúc này, giọng nói của Tuyết Nhiên đột nhiên có chút sóng gió. Tại sao không động? Rõ ràng, hắn tuyệt đối không cho phép ai thoát khỏi sự khống chế của mình, ngay cả một chút sai sót cũng không được các tông chủ đều nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt đồng loạt dừng lại trên bóng áo đen kia. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú ung dung đứng yên, Linh Ngọc trong tay chớp sáng không ngừng, như đang đại diện cho cơn giận của Tuyết Nhiên lúc này, nhưng cơn giận này lại hoàn toàn không thể khiến hắn động lòng. Chuyện gì thế, các tông chủ đều có chút ngạc nhiên, biểu cảm này không giống như bị sai sót. Chỉ có Hoàng Văn Pháp như đã dự đoán được điều gì, lập tức trợn to mắt, hắn cuối cùng cũng biết vì sao thẩm tông chủ lại trở về trước ánh mắt của mọi người. Thẩm nghi nhẹ nhàng vuốt ve viên linh ngọc, ngay sau đó, viên bảo ngọc này lập tức vỡ vụn giữa năm ngón tay dài của hắn, hóa thành tro bụi tan biến đi, răng rắc, âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng, nhưng như sấm sét vang lên trong đầu mọi người. Chuyện gì vậy? Nói chuyện đi, tiếng quát giận dữ của tuyết nghiêng vang lên xung quanh, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của thẩm nghi, không ai dám trả lời. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, linh ngọc trong tay mọi người lần lượt vỡ nát khiến họ không kịp phòng bị cả người rung lên sự việc này cuối cùng cũng khiến nguyệt công quý chú ý lão nhân gầy gò chậm rãi quay người lại chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng áo đen kia ánh mắt dừng lại trên gương mặt trẻ trung của đối phương trầm ngâm một lúc hắn khẽ nở nụ cười giọng nói khàn khàn mang theo sát khí lạnh lẽo ngươi tìm chết hắn không hiểu người trẻ tuổi này đang nghĩ gì lại chọn phản bội khi tình thế đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn có vấn đề về não sao Úc An ức quay người lại, nhìn bóng dáng thanh niên áo đen với chút hồi tưởng. Nàng đã rất lâu không thấy tiên sinh tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, nàng dường như thực sự trở thành một tiểu cô nương, nắm chặt tay áo, ngoan ngoãn đứng trên bầu trời. Như vậy rất tốt, đừng động. Thẩm nghi liếc mắt nhìn đóa hoa đào trên trời, thản nhiên bước chân, tiến vào trận tham lan. Các tông chủ nhìn nhau, không biết nên làm gì. Ta đã bảo các ngươi không được động không hiểu sao. Hoàng Văn Pháp quát giận một tiếng, sau đó nuốt một mụn nước bọt, dời mắt sang phía trước. Ha! Nguyệt công quý nhìn thanh niên phía trước, đột nhiên cười nói, trước khi ngươi chết, giúp bần tọa giải đáp thắc mắc một chút, điều gì đã khiến ngươi đột nhiên ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là một phần của vạn yêu điện, nghe vậy, thẩm nghi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đến Tây Hồng tìm ai, Nguyệt công quý ngẩn ra, đôi mắt hơi nheo lại, kẻ giết chết đứa thiên kiêu nhi tử của Nguyệt gia. Lời nói chưa dứt, hắn liền nhìn thấy trên gương mặt thanh niên kia hiện lên một nụ cười thú vị, nụ cười đó vừa thoáng qua, trong nháy mắt đã biến thành vẻ thờ ơ, ngươi đã tìm thấy. Giọng nói của thanh niên không lớn, như tiếng thì thầm vang lên trong tai mỗi người nguyệt gia, khiến họ sắc mặt biến đổi, khí tức sát phạt kinh thiên lập tức bùng nổ từ ngực ra, đâm thẳng vào đầu, thật vô lễ. Tiếng gào thét vang lên xung quanh. Người duy nhất giữ im lặng, lại là Nguyệt công quý bởi vì hắn cảm nhận được sự thay đổi xung quanh ngay khi lời nói vang lên khí tức của toàn bộ thiên địa như bị cưỡng chế hút đi tập trung vào một chỗ thủ đoạn bá đạo như vậy tiên pháp nguyệt công quý lầm bầm đôi mắt mờ đục dần trở nên trong sáng tràn ngập sự phấn khích tại nơi chim không thèm đậu này lại có cơ hội gặp được một môn tiên pháp đạt đến viên mãn trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn đột nhiên nhìn về một chỗ tìm thấy ngươi rồi con họa lân già nua này giữ nguyên hình người, đôi cánh gầy gò như có thể cuốn cả ngàn núi cao, đùng đùng lao về phía trước, trong hư không, một bàn tay dài rõ ràng xương khớp từ từ đưa ra. Thẩm nghi đứng lơ lửng trước mặt nguyệt công quý, đôi mắt xám xịt không có chút gợn sóng nào, áo đen phấp phới, càng làm nổi bật thân hình mỏng manh của hắn, hắn thản nhiên đè bàn tay xuống. Hành động giống hệt nhau, khiến Nguyệt Công Quý cảm thấy quen thuộc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn tay đó đã dán vào đôi cánh của hắn thân hình có thể cuốn cả ngàn núi cao, lại trong nháy mắt chìm xuống, toàn bộ xương cốt của lão nhân gầy gò đều vang lên tiếng răng rắc, như ống tre nổ đậu, tiêu lực hùng hậu cuồn cuộn dân ra, dụng đỏ toàn bộ thiên địa. Hai thứ như thể tách ra khỏi thiên địa này. Thiên địa quay cuồng, không có tiếng nổ, không có sóng khí, chỉ còn lại tiếng vo ve vô tận. Cho đến khi tiếng nổ vang lên, ầm 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 quần áo trên người Nguyệt Công Quý bị vỡ nát, toàn thân bị đẩy ra ngoài, trên không trung hóa thành hàng trăm trượng xé quạt mặt đất rộng lớn này chia làm hai nửa đổ về phía mặt nước khói bụi mù mịt núi non đổ vỡ thanh niên áo đen quần áo bay phần phật lạnh nhạt nhìn con họa lân già nua kia chậm rãi thu tay lại sau khi tiếng nổ ngừng lại rất nhiều tông chủ vẫn còn ngơ ngẩn họ hoàn toàn không thể hiểu được trước đó còn cùng bọn họ được coi là quân cờ và đá trận thanh niên kia làm sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này. Ngay cả Hoàng Văn Pháp, người quen thuộc nhất với Thẩm Nghi, cũng ngây ngẩn. Mặc dù hắn biết rõ thực lực đáng sợ của Thẩm Nghi, nhưng con họa lân này không hề thua kém con Long Vương ở phía Nam, trước đó khi Thẩm Nghi đối phó với Nam Long Vương, cũng không thoải mái như bây giờ. Ánh mắt người Nguyệt Gia dần trở nên mờ đục, như bị lật đổ toàn bộ tư tưởng. Đại trưởng lão là người mạnh nhất ngoài gia chủ, bảo vệ tộc mệnh hơn 10 vạn năm, cho dù ở Bắc Hồng, cũng có thể cùng ngồi với những bậc cao nhân trong các tộc như Vô Lượng Đạo Hoàng Tông và Bắc Long Cung. Giờ nghĩ lại, một người trẻ tuổi không có danh tiếng nào, lại có thể đánh bay đại trưởng lão, thậm chí ép lão hiện nguyên hình. Hô hô, trong tiếng thở hỗn hển, khói bụi tan ra, lộ ra một con họa lân to lớn. Mỏm lông trên thân nó đã có chút xám, không còn đen như khi còn trẻ, lông tóc bên đầu cũng khô và rối, thể hiện rõ vẻ già nua. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là bộ giáp phủ đầy móng vuốt và thân hình của nó, toàn thân được chế tạo từ bảo thép màu đen, trên đó phủ đầy phù lục, mỗi phù chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay út, nhưng lại bao phủ toàn bộ giáp, có thể bao gồm cả thân hình hàng trăm trượng. Dày đặc, khiến người ta nhìn mà khó chịu. Cho dù là người không biết giá trị, cũng có thể nhận ra đây là trọng bảo, tiên pháp tốt quá, Nguyệt Công quý ngẩng đầu lên, lưng hơi còng, chậm rãi đi ra khỏi núi đổ đôi mắt đỏ như máu hiện rõ khí tức tai họa. Cùng với động tác của nó, đám mây đen cuồn cuộn phun ra, rất nhanh đã che kín bầu trời, khiến bầu trời trong vắt biến thành âm u quỷ dị. Đối với yêu tộc mà nói, họ không để ý đến bất kỳ cảm ngộ gì. Giết người là việc rất đơn giản. Chống lại pháp quyết của đối phương, xé nát áo pháp và đạo thân của đối phương, như vậy là đủ. Các thứ hoa lá cành, có nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì, lời nói vừa dứt, con họa lân này lập tức biến mất trong mây đen bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng gào thét của nó thẩm nghi lơ lửng trên không im lặng nghe những lời này dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn thậm chí còn gật đầu tán thành đối với thần thông hắc vân mạnh mẽ nhất của tộc họa lân hắn lại như không nhìn thấy đưa tay phải ra duỗi năm ngón tay sau đó từ từ nắm lại theo động tác nhỏ bé này một tòa phủ âm u khổng lồ như mặt trời và mặt trăng từ trên trời đổ xuống dập tắt mây đen chính xác đè lên thân hình của con họa lân thái thượng âm dương phủ thần ngọc trấn thanh thiên thần thông và tiên pháp cùng ra tay khiến nguyệt công quý lúng túng rơi ra khỏi mây đen có chút khó tin ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây đen đang xâm lấn về phía thẩm nghi nhưng khi gần đến thanh niên này mây đen từ áo đen của đối phương cuộn ra kết nối với xung quanh như hít thở cùng nhau dâng lên thần thông hát vân có thể che giấu tai mắt người khác nhưng lại khiến thẩm nghi nhìn càng rõ còn về tai họa mang theo trong mây đen. Đôi mắt xám xịt của thẩm nghi từ từ hạ xuống, nhìn bàn tay phải của mình, trong thiên địa âm u này, còn ai có thể so với hắn hơn về tai họa. Hai màu vàng đen hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh đao dài. Khác với trước đó, những hoa văn màu vàng trên thân đao vốn dày đặc nhưng không có ý nghĩa cụ thể, lúc này đều hóa thành móng rồng, đè lên sống lưng của lưỡi đao, như nuốt chửng bầu trời, khiến thế gian chìm vào bóng tối như chết chóc yêu hoàng binh thương long thực nhật đây chính là một phần trong sự chuẩn bị chu đáo của thẩm nghi trước đó hắn đột nhiên nắm chặt chui đao liền có tiếng rồng gầm vang vọng bốn bể trống trong tiếng rồng gầm thẩm nghi lại biến mất tại chỗ áo đen cuốn lấy tầm mắt của nguyệt công quý chân dài như roi quất vào thân hình khổng lồ như ngọn núi những hoa văn nhỏ trên giáp đồng loạt tỏa sáng miễn cưỡng tiếp được một cú đá này Bề mặt vẫn phẳng phiêu, ngay cả một vết nứt cũng không có. Ngươi có biết bộ giáp bảo này là của Nguyệt gia, Nguyệt công quý cười tàn nhẫn, dù toàn thân bị lực lượng khổng lồ ép xuống dưới, nhưng trong lòng vẫn không hề hoảng sợ. Tuy nhiên, lời nói chưa dứt, Thẩm Nghi đã đạp mạnh lên đỉnh đầu hắn, buộc hắn phải cúi đầu xuống. Hoa văn màu vàng trên đao lướt qua bầu trời, đột ngột chém về phía cổ hắn. Những hoa văn nhỏ liên tiếp vỡ nát, lưỡi đao chém vào lớp giáp dày nhưng không thể làm tổn thương da thịt của Nguyệt Công Quý. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến con yêu quái già này hoảng sợ, tim đập nhanh, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại bị giày cao gót của Thẩm Nghi đè trở lại. Thẩm Nghi lặng lẽ nhìn chầm chầm vào cổ đối phương. Lời của con yêu quái già này là đúng. Đấu pháp, bỏ qua vạn biến vạn hóa, không ngoài công và phòng. Nhưng rất tiếc, giáp của tộc họa lân còn không đủ dày, cũng không đủ cứng, lưỡi đao lại hóa thành mũi nhọn màu vàng đen ngàn trượng, bùng nổ trong lòng bàn tay của thẩm nghi, phát ra tiếng rồng gầm. Hắn siết chặt chui đao. Trong giây phút không ai chú ý, trên cổ tay của thẩm nghi xuất hiện một bóng rồng màu vàng tối, như vòng tay, cũng như một loại phù chú, đột ngột in lên da. Phật ánh sáng vàng đen dưới sức mạnh khổng lồ không thể giải thích được, mạnh mẽ chém vào cổ nguyệt công quý, xé toạc mạch máu. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, nguyệt công quý cuối cùng cũng hoảng sợ hắn hoàn toàn không nghĩ rằng ở nơi tây hồng này lại có người thực sự có thể chọc thủng giáp bão của mình đây tuyệt đối không phải là chuyện mà kẻ vô danh có thể làm được chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra vậy nó bắt đầu điên cuồng vùng vẫy nhưng rõ ràng đã muộn cơn đau dữ dội trong cơ thể cùng với sự tra tấn của linh hồn bị nuốt chửng khiến con họa lân già này rất khó có thể phản kháng lại thẩm nghi lạnh lùng chém đứt xương sống của nó ánh sáng vàng đen bùng nổ tham lam xé nát thân hình khổng lồ của nó sau khi máu đỏ chiếm lấy tầm nhìn ánh sáng xám trong mắt hắn dần biến mất đến lúc này cuối cùng bên tai nguyệt công quý cũng vang lên một giọng nói bình tĩnh như đang giải đáp thắc mắc cho hắn ta không phải của vạn yêu điện vạn yêu điện là của ta còn ngươi cũng là của ta khạch khạch họng của nguyệt công quý tràn ngập máu tươi đôi mắt gần như trợn ngược cố gắng dùng hết sức lực để quay đầu nhìn lại tuy nhiên vừa mới quay được một nửa cái đầu khổng lồ của họa lân đã rơi xuống đất tiếng nổ vang lên làm bụi đất bay mù mịt thẩm nghi cầm kim huyền phong nghiêm túc mổ xẻ phần thân còn lại của yêu quái cho đến khi có thể lấy nguyên bộ bảo giáp ra nàng mới thu toàn bộ máu thịt yêu ma và bảo giáp vào trong cái nhẫn trên tay thương long thị nhật lại hóa thành dạng trường đao máu từ móng vuốt rồng chảy vào kẽ hở khiến toàn thân đao càng trở nên đen nhánh tựa như đêm trường có thể phá vỡ bảo cụ mà cả yêu quái cảnh thiên cảnh hậu kỳ cũng vô cùng tín nhiệm, thì đau này đã vượt xa uy lực của đạo binh Bạch Ngọc Kinh. So với âm dương sinh diệt ngọc bội mà an ức đại diện, thì thanh đau này không có nhiều hiệu ứng hoa mỹ, giống như hạ thập tam với huyết mạch ngày càng tinh thuần, ưu điểm duy nhất của nó chỉ là sắc bén đến mức nào. Thẩm nghi thu lại trường đao, đứng trong màn đen mịt mùng, buông tay nhìn về phía sau. Tiếng thở nặng nề không ngừng vang lên, sắc mặt các tông chủ tái mét, không phải vì sự tàn sát của thiếu niên này mà là vì dù là vạn yêu điện hay nguyệt gia thì cũng là thế lực khổng lồ mà tu sĩ tây hồng không dám đắc tội mà giờ đây hai hổ tranh nhau lại có người dám nhân cơ hội này để báo thù riêng can đảm và thực lực không coi ai ra gì mới khiến người ta khiếp sợ đến vậy người bình thường nếu giết hai vị con cháu của nguyệt gia thì dù không sợ cũng chẳng cần thiết phải ngang nhiên đi đến trước mặt họ thừa nhận rằng mình là người làm việc này rồi lại xuống tay giết người một lần nữa tò và ngao tranh nhau, sao ngư ông không được lợi chứ, phải biết rằng, bên cạnh còn có cả vạn yêu điện, một khi thả người này đi, để đám hung đồ này phản ứng kịp, thì lại là một trận huyết vụ xung đột. Chỉ có thể nói rằng, vị thanh niên tu sĩ này, căn bản không coi hai thế lực này ra gì, cũng chẳng đặt tay Hồng vào mắt. Đứng đó làm gì? Một đám tiện chủng ngu ngốc, không rút lui đi. Nhanh, khi các tông chủ còn đang ngẩn người, thì hơn 10 tinh nhuệ còn lại của Nguyệt Gia đã gào thét. Đám đào hoa trên trời, không chỉ chặn đám môn nhân của vạn yêu điện, mà cũng chặn luôn bọn họ. Mà lúc này, trong đám mây đen, bóng người cao lớn chậm rãi nhìn về phía đám người nguyệt gia. Đại trưởng lão hộ tộc nhanh chóng bị đánh bại và chết đi, đã khiến bọn họ đến từ Bắc Hồng hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo, thậm chí lý trí còn có phần sụp đổ, vốn tưởng rằng là vùng quê nghèo khó Tây Hồng, giờ đây lại giống như hang cọp vực rồng, khiến người ta ngạt thở đến tuyệt vọng. Rút lui đi, nhìn đám người nguyệt gia hóa thành yêu quái, bay lượn khắp nơi trong không trung, thì các tông chủ vô thức muốn rút lui. Nhưng ngay lúc này, thẩm nghi lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Chỉ là một ánh mắt bình thản đã khiến tất cả mọi người như bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Thuyết tông chủ Cứu với, có yêu quái lấy ra đồng kính, ca mật đều vỡ vụn đến mức hoảng loạn cầu cứu một tu sĩ địa cảnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, để Nguyệt Công Quý trả lời, trong điện Long Vương Tây Hồng, huyết nghi mặt mày âm trầm, chăm chú nhìn màn nước trước mặt. Hắn không hiểu, có đại trưởng lão hộ tộc của Nguyệt Gia ở đây, thì chuyện gì đã xảy ra mà tình hình lại mất kiểm soát ngay lập tức. Đó là một con yêu quái họa lân cảnh thiên cảnh hậu kỳ, lại còn mang trọng bảo, thêm vào đó là kinh nghiệm phong phú, kết quả chỉ trong thời gian ngắn, đã khiến đám con cháu Nguyệt Gia cầu cứu mình. Đại trưởng lão nó, nó, cứu tôi, trong màn nước vang lên tiếng thét chói tai, trong hình ảnh đục ngầu, chỉ còn lại chiếc áo đen đang lay động, cùng với gương mặt trắng trẻo túng tú. Huyết nghi ngẩn người tại chỗ, qua đồng kính, nhìn thấy thanh niên kia thờ ơ nhìn về phía mình. Đôi mắt đen sâu thẳm, như chứa đựng vô tận tinh hà. Hô, ngay lập tức, toàn bộ màn nước vỡ tan, trong điện Long Vương chỉ còn lại tiếng thở của huyết nghiên. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, thần sắc hoảng hốt, sau một thời gian dài mới hoàn hồn lại, khuôn mặt từ trắng chuyển sang xanh, như chịu đựng sỉ nhục lớn lao, môi run rẩy, từ thì thầm chuyển thành gào thét, là ngươi, là ngươi, vô lễ, thanh niên này, lại dám dùng ánh mắt đó nhìn mình. Bình tĩnh đến mức coi thường, như thể phân tông chủ của vô lượng đạo hoàng tông này, cùng với đám ngu đần của Nguyệt Gia chẳng có chút khác biệt nào. Ngươi muốn chết, huyết nghiên đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, hắn đột nhiên phản ứng lại, mình thậm chí còn không biết thân phận của vị tu sĩ này đây là ai hắn đột ngột quay người nắm lấy người lão nhi của kỳ gia đang ngẩn ngơ bổn tọa bây giờ muốn biết lai lịch của hắn tôi tôi kỳ gia lão ngũ đã không thể quan tâm đến khuôn mặt của mình là yêu quái cảnh thiên cảnh hắn vẫn còn chìm đắm trong tiếng gào thét thê lương của người nguyệt gia đám cường giả đến từ bắc hồng lại ăn phải thiệt thòi lớn ở tây hồng chuyện này từng là điều mà hắn không dám nghĩ đến thậm chí còn phá vỡ nhận thức cao ngạo của hắn về tây hồng tôi không biết Kỳ gia lão ngủ nhăn mặt, nó theo đại ca đã nhiều năm, không phải là kẻ vô dụng, đối với các thế lực ở Tây Hồng cũng có phần hiểu biết. Nhưng khuôn mặt này, bao gồm cả trang phục của đối phương, thì nó thật sự không có ấn tượng. Cút mẹ mày đi, huyết nghiên buông tay, đá một cước vào người kỳ gia lão ngủ, đáng tiếc hắn quên mất rằng cảnh giới của yêu quái này cao hơn mình rất nhiều, không những không đá được đối phương, mà bản thân hắn còn vấp ngã, ngã vào bảo tọa. Hắn thở hỗn hển, cuối cùng cũng phục hồi được một chút lý trí. Nguyên nhân huyết nghiên kích động như vậy, ngoài việc Nguyệt Gia gặp chuyện và bị thanh niên kia coi thường ra, thì còn có một lý do quan trọng hơn đại trận thiên lang tinh đẩu trừ tiên vẫn còn trên người đám phế vật kia, trân bảo của vô lượng đạo Hoàng Tông đã bị hắn sơ ý, mà mất đi, đợi đã. Huyết nghiên đột nhiên nhớ ra điều gì, như nắm được cây rơm cứu nguy, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, chắc chắn sẽ có người biết thân phận của ngươi, ngươi không thể trốn thoát, khi triệu tập đám tu sĩ Tây Hồng này, thì tử diên cũng quen biết người này, nghĩ đến đây, huyết nghiên đột ngột đứng dậy, bay ra ngoài điện. Kỳ gia lão ngủ mặt lạnh, vỗ vỗ bụi bặm trên người, lặng lẽ nhìn đối phương rời đi. Chuyện của Nguyệt gia, cùng với phản ứng của huyết nghiên, đều khiến nó thay đổi cách nhìn về Bắc Hồng. Đám tay sai của tiên nhân này, cũng không nhất định là lợi hại như nó tưởng tượng. Ngược lại là vạn yêu điện kỳ gia lão ngủ nhớ mày, trong mắt dần hiện lên vài phần kinh sợ. Cùng lúc đó, một trận huyết vũ hòa lẫn với tứ chi đứt trời rơi xuống tây hồng thẩm nghi vẫn đứng giữa màn mây đen dày đặc mặc cho những giọt máu đỏ thẩm cuốn lấy nhưng không có giọt nào có thể bám vào áo đen của nàng dù đã đạt đến cảnh giới này thì thiên diễn tứ cửu vẫn như trước đây vô cùng hữu dụng nàng cúi đầu nhìn mảnh đồng kính trong lòng bàn tay thần sắc không có nhiều thay đổi ngay từ trước khi ra tay thẩm nghi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị lộ tất nhiên việc này không phải là lộ thân phận tông chủ nam dương tông mà do thời gian lăn lộn quá ngắn thì thực tế là rất ít người ở tây hồng đã gặp qua nàng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay trong số đó thì người duy nhất không bị kiểm soát chính là long phi ngọc sơn dưới đáy nước ngọc gia xảy ra chuyện lớn như vậy thì tây long vương tất nhiên sẽ triệu tập tất cả những người có thể sử dụng chuyện kỳ chiêu nghĩa ngã xuống có khả năng sẽ không giấu được lâu tức là việc lộ diện là sớm muộn gì cũng xảy ra Thẩm nghi đã có ý định hợp tác với Đông Long Cung, nhưng cơ hội này, cuối cùng sẽ thử nghiệm thêm một lần nữa. Ngoài ra, thân phận vạn yêu điện này, đã bị Tây Long Cung theo dõi chặt chẽ, cũng cần có một người xuất hiện, để làm loãng tình hình, thuận tiện cho các chủ phân điện làm việc. Còn bây giờ, thẩm nghi vung tay thu toàn bộ thi thể yêu quái vào nhẫn. Chém giết họa lân cảnh thiên cảnh hậu kỳ, tổng thọ 720.000 năm, Thọ mệnh còn lại 140.000 năm, đã hấp thụ xong, chém giết họa lân cảnh địa cảnh hậu kỳ, tổng thọ 520.000 năm, thọ mệnh còn lại 37.000 năm, đã hấp thụ xong, hơn 10 thông báo hiện lên trong mắt, trong đó có hơn 6 người hợp đạo, đám yêu quái bạch ngọc kinh còn lại, thì thọ mệnh vô cùng dồi dào. Có thể nhìn ra, thì những yêu quái này thực sự là tinh nhuệ của Nguyệt gia. Tổng cộng thu được hơn 160.000 năm tuổi lại gần thêm một bước nữa để có được hai miếng ấn tỳ của yêu hoàng. Mây đen tan hết, Thẩm Nghi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nhíu mày. "Xì." Các tông chủ trong lòng chấn động, vốn dĩ huyết vũ đã khiến họ cảm thấy lạnh toát sau gáy, nhìn ý này, thì vị thanh niên tu sĩ này lại nảy ra sát ý lớn, còn không thỏa mãn, định tiêu diệt đám môn nhân của vạn yêu điện luôn, nếu thực sự có thể như vậy, thì hôm nay cũng không tính là đến vô ích. Tuy nhiên, đào hoa trên trời vẫn còn chỉ là không còn bóng dáng nhỏ bé kia vạn yêu điện này lại có thủ đoạn có thể thoát khỏi thiên lang tinh đồ sắc mặt các tông chủ lại thay đổi lại bị kích thích không nhỏ trận thủy lục này mà họ đã quen thuộc sao bỗng chốc lại trở nên xa lạ đến vậy hỏng bét thực sự để vạn yêu điện thoát được rồi với tính cách của đám hung đồ này khi họ lấy lại tinh thần thì tất cả đều lùi lại vài bước chỉ thấy bóng người trong trang phục áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Đám tông chủ nổi danh ở Tây Hồng, lúc này sắc mặt đều trắng bệch, dùng sức nuốt nước bọt, không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ là, thanh niên này với hai tay đầy máu tươi của yêu quái cảnh thiên cảnh hậu kỳ, lại có giọng nói trong trẻo sạch sẽ đến vậy. Làm ơn, hãy đưa cho tôi trận đồ. Đây đám người ngẩn người, hàng văn pháp đã nhanh chóng đi đến, đưa tay vào túi trữ vật của người trước mặt, châm chọc nói, Đừng đứng đần ra đó, nhanh đưa ra đây, làm như các ngươi có thể hiểu được vậy. Loại đại trận này, chỉ có tông chủ Thẩm Nghi mới có tư cách tu luyện. Thẩm Nghi vô ngữ liếc nhìn lão giả này một cái, vẫn còn nhớ lần đầu gặp đối phương, thì lão tiền bối hàng này còn tỏa ra khí tức của ẩn sĩ cao nhân, mang theo vài phần phong thái hiệp khách mà nàng rất ngưỡng mộ, mới bao lâu mà càng ngày càng giống lưu manh thế này. Nàng đưa tay nhận đống trận đồ đối phương đưa đến, cật đầu, không chào hỏi nhiều với đối phương trước mặt đám người để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn nữa đây là trận đồ của bàn sơn tông không phải là tiểu bối mới ra đời nên không cần ai khác phải dạy mình cách bảo vệ bản thân tức trận đồ xong thẩm nghi liền quay người bay vào trời xanh biến mất tại chỗ chỉ để lại đám tông chủ nhìn nhau sau một lúc im lặng ngắn ngủi họ lại nhìn về phía hàng văn pháp không khỏi có thêm vài phần cảm giác kính sợ có thể cùng loại hôn nhân này sống chung thì hàng tông chủ ngày càng có triển vọng tây hồng ngọc sơn Huyết nghiên đạp phi kiếm trực tiếp phớt lờ đám yêu tộc trên núi không hề thu liễm khí tức bay thẳng về phía đại điện trên đỉnh núi tử nhiên bổn tọa có việc hỏi ngươi lúc trước gặp nhau dù vô lượng đạo hoàng tông và đông long cung không đối đầu nhưng ít nhất hắn cũng còn xưng một tiếng tiền bối nhưng lần này lại gọi thẳng tên ngoài sự lo lắng trong lòng thì còn có một lý do rất quan trọng đó là theo như tình hình vừa rồi thì đám tộc nhân của nguyệt gia bao gồm cả đại trưởng lão hộ tộc rất có thể đều mất mạng một cách vô cớ. Cho dù là ở Bắc Hồng, thì đây cũng là chuyện lớn cần các bên ra mặt điều giải. Theo như những thông tin hiện có, thì ít nhất là vị tu sĩ áo đen kia có liên quan đến chuyện này, mà người này rõ ràng cũng có liên quan đến Tử Diên với vẻ thân thiết sâu sắc. Cùng là mất thiên lang tinh đồ vì sơ ý mà mất vào tay một kẻ vô danh và bị Đông Long Cung âm mưu cướp đi, thì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Huyết nghiên hiện tại đã quyết tâm đổ chuyện này lên đầu đông long cung. Đám trắng râu đen tóc này, đã nói là không hỏi thế gian, nếu có ý định tái xuất giang hồ, thì không phải là chuyện mà một phân tông chủ như hắn có thể tham gia, e rằng ngay cả tiên nhân cũng sẽ ra mặt, mà thiên lang tinh đồ ngược lại trở thành chuyện nhỏ không đáng kể. Tử nhiên chậm rãi đi đến đỉnh núi, nhìn bóng người đang phi kiếm bay tới, đối mặt với lời nói bất kính này, nàng hơi nhíu mày, như không để tâm đến, thậm chí không tức giận, chỉ hơi bất mãn nói, nói đi. Hừ. Viết Nghiên cười lạnh một tiếng, kiên quyết hạ xuống đất, cuối người thu hồi phi kiếm, "Chuyện hôm nay, e rằng không phải ngươi có vài câu là có thể ứng phó qua loa được, trên dưới Nguyệt gia mười mấy mạng người, nhất định phải có một lời giải thích." Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của Tử Diên vừa mới thu hồi lại lại lần nữa nhìn về phía, ngũ quan tinh xảo của nàng hơi cứng lại, "Ngươi nói gì? Người Nguyệt gia đã chết?" Không biết vì sao, khi nghe đến chuyện này, thì khuôn mặt trắng trẻo quen thuộc của nàng lại hiện lên trong đầu ý nghĩ này xuất phát từ bản năng thậm chí khiến nàng bỏ qua sự thay đổi sắc mặt của mình khuyết nghi nghiêm túc quan sát khuôn mặt của tử diên sau khi phát hiện ra điều khác thường thì lập tức mừng rỡ vô cùng thật sự có quan hệ bổn tọa nói cho ngươi biết tiểu bạch diện của ngươi lần này đã gây ra đại họa nếu không muốn bị hỏa thiêu thì tốt nhất ngươi hãy nói rõ lai lịch và thân phận của hắn không được sót một chút nào nếu không thì vô lượng đạo hoàng tông của ta sẽ kết bái với nguyệt gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của huyết nghiên tử diên điều chỉnh lại tâm trạng đôi mắt hẹp lại bình tĩnh nhìn về phía người đang thẩm vấn bổn cung tuy nhiên huyết nghiên lại sợ tử diên không hợp tác thì đâu có sợ con rồng trắng râu đen tóc này mà nói là người tốt thì dễ bị người khác ức hiếp ức hiếp rồng trắng tóc đen râu này thì có kinh nghiệm vô lượng đạo hoàng tông là một trong số đó Thẩm vấn ngươi thì sao, lời nói vừa nói được một nửa, thì mặt huyết nghiêng bỗng đỏ bừng, nắm chặt của mình. Toàn thân đạo bào hoa Mỹ cuộn lên, còn chưa kịp thi triển pháp văn, thì đã vỡ tan ra, cả người chỉ kịp hóa thành một đống vải rách, trung lên, đập mạnh xuống đất. Học, hắn ho ra một nguồn máu tươi, quỳ sụp xuống đất. Ta là phân tông chủ của vô lượng đạo hoàng tông, ngươi dám, ngươi, hắn trừng mắt, ánh mắt chậm rãi lướt qua tử diên rơi vào cánh cửa không biết từ lúc nào đã mở ra sau lưng đối phương. Chỉ thấy trên bảo tọa trong điện, một thân ảnh cao lớn lười biến dựa vào, người đàn ông chống một tay lên mặt, chỉ riêng khuôn mặt đó, đã mang đến cho người ta một cảm giác quý khí không thể tả. Giữa trán có một vết sọc màu tím, như con mắt thứ ba. Hắn bình tĩnh nhìn huyết nghiêng, giọng nói trầm thấp, nhiều tông chủ như vậy, ta không nhớ hết, thiếu một người, cũng tốt. Hô, toàn thân huyết nghiêng run rẩy, dám tức giận mà không dám nói ra. Chỉ vì người trước mặt này, chính là thái tử của Đông Long Cung, Tử Dương, một con rồng trắng râu đen tóc, có thực lực thiên cảnh viên mãn, là chủ nhân thực sự của Đông Hồng, ngoại trừ vài vị đạo cảnh, thì đối phương đã đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ Hồng Trạch. Mà điều đáng sợ nhất là, nếu tính ra, thì dù vị này đã sống hơn 100.000 năm, thì thực tế cũng chỉ là một trong số những người trẻ tuổi. Phản bối vô lượng đạo Hoàng Tông, tuyết nghiên bái kiến tử dương thái tử tuyết nghiên thở hổn hển cổ họng nổi gân xanh nhưng vẫn cố gắng thả tay ra dùng toàn lực cúi đầu hành lễ nói đến thế lực nếu tử tiên đã lấy chồng về tây hồng chỉ tính là nửa người đông long cung thì người trước mặt này có thân phận hoàn toàn khác đối phương gần như có thể đại diện cho thái độ của toàn bộ đông hồng ngoài địa vị tôn quý tử nham tộc bạch long mặc dù nổi tiếng nhân từ nhưng với tư cách là người cầm quyền có lẽ Tử Dương là người có tính cách bá đạo nhất trong tộc này, thậm chí còn vượt qua cả phụ hoàng của hắn. Hắn thật sự có khả năng sẽ vì uy nghiêm của Đông Long cung bị xúc phạm mà chọn cách động thủ giết người. Trước mặt Tử Dương thái tử, Tuyết Nghiên không dám mượn uy của Vô Lượng Đạo Hoàng tông nữa, hai bên đều là thế lực cùng tầng lớp, bản thân chỉ là một tiểu bối mới nổi, cúi đầu bảo toàn tính mạng cũng không tính là mất mặt. Chỉ là gia tộc ứng gia bị phục kích trong số đó có một người là bạn cũ của tiền bối tử tiên chuyện này lại tình cờ có liên quan đến vạn yêu điện vạn bối chỉ muốn đến hỏi một chút vừa để ứng gia có một lời giải thích cũng để tránh cho nhóm hung đồ đó khiến hồng trạch rơi vào cảnh sinh linh đồ tháng cảm nhận được áp lực trên người nhẹ hơn một chút tuyết nhiên vội vàng nói hết sau đó vẫn giữ tư thế hành lễ cúi đầu chờ đối phương trả lời tử dương thái tử hơi ngẩn mắt lên nghe thấy bốn chữ sinh linh đồ tháng Cuối cùng cũng từ từ nhìn về phía Tử Tiên, nhẹ nhàng nói, ngươi biết người đó sao, tính là quen biết. Tử Tiên thở dài, nhưng thật ra không có quan hệ gì với Vạn Yêu Điện, hắn là tu sĩ mà Cửu Gia Kỳ gia dẫn vào dự tiệc vào sinh nhật của ta, đã xảy ra chút xung đột với tộc Hào Nguyệt Sương hổ trên bàn tiệc, sau đó ta đã hòa giải, coi như kết giao, lại vì một số chuyện đã giúp ta kiếm chút mặt mũi, ta vẫn khá coi trọng hắn. Tuyết Nghiên cúi đầu, mặc dù không nói gì, nhưng rõ ràng là không tin lời này. Tuy nhiên, tử dương thái tử đã thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, nghe rõ chưa, nghe rõ rồi. Tuyết nghiên ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, hóa ra chỉ là hiểu lầm, vãn bối đây, chưa dứt lời, tử dương thái tử chỉ khẽ vẫy tay, một luồng ánh sáng màu trắng lập tức bao trùm lấy hắn, các pháp bảo lần lượt rơi xuống cùng với túi trữ vật, sau đó ánh sáng trắng hội tụ thành một điểm, rơi vào giữa ngực tuyết nghiêng, trực tiếp cắt đứt liên lạc của hắn với bảo địa phong ấn tu vi ta đến để điều tra chuyện vạn yêu điện trước khi điều tra xong tây hồng thuộc quyền quản lý của đông long cung người của vô lượng đạo hoàng tông đến đây sẽ luôn sẵn sàng chờ lệnh còn ngươi tu vi quá thấp thì ở đây nghỉ ngơi cho tốt vị thái tử đông cung này vẫn giữ vẻ bình tĩnh chỉ thấy hắn hơi gật đầu bắt giữ lần đầu tiên nhìn thấy tử dương thái tử yêu binh xung quanh không thể che giấu được vẻ quý khí bản năng bước về phía trước mặc dù tuyết nghiêng trợn to mắt giận dữ nhìn chúng nhưng yêu binh vẫn run rẩy trói hắn lại kéo về phía sườn núi ánh mắt tử tiên hơi tránh đi nàng vẫn nhớ rõ đây là lần đầu tiên nói dối trước mặt huynh trưởng không hiểu sao lại cảm thấy hơi xấu hổ nhưng không hiểu sao trước khi biết được thẩm nghi đóng vai trò gì trong chuyện này nàng thật sự không muốn để huynh trưởng chú ý đến đối phương vào đi tử dương thái tử như không chú ý đến sự khác thường của muội muội vẫy tay đồng thời đóng cửa tử tiên vừa đứng vững sắc mặt đã thay đổi ngay lập tức điều tra chuyện này xong về nhà với ta giọng nói của tử dương thái tử không còn ôn hòa nữa mà lạnh lùng thêm vài phần tại sao tử tiên kinh ngạc nhìn nàng vốn đã thấy kỳ quái mặc dù nàng đã miêu tả sự quái dị của vạn yêu điện trong thư nhưng cũng không đến mức gọi huynh trưởng đến không tại sao cả từ đầu ta đã không đồng ý với kế hoạch của phụ hoàng tử dương thái tử nhíu mày nhìn từng chữ một nói chúng ta không có thù án gì với tiên nhân là nam hồng thất tông có thù án với tiên nhân tất nhiên chuyện tử linh phụ lòng huyền khánh hại nam dương tông là sự thật nhưng để bù đắp cho những thiếu nợ này còn có nhiều cách khác ví dụ như ủng hộ thất tông để họ trở lại vị trí ban đầu đối xử tốt với họ cũng là đối xử tốt với chúng ta ngươi hiểu không nói rồi Tử Dương chậm rãi nắm chặt tay vịn, kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Ngươi là muội nữ của ta, không nên chịu ủy khuất như vậy, ta không nhìn được. Thế còn Hồng Trạch thì sao? Cứ để hai tên chó cậy này trông coi, trở thành nơi không có pháp luật, ức hiếp kẻ yếu như bây giờ, kẻ yếu không có chỗ nào để kê oan. Tử Tiên đột ngột quay người lại, tức giận nói, ta cũng không nhìn được, ta không về, ngươi. Thế vậy, Tử Dương Thái Tử chỉ nhẹ nhàng thở dài, buông tay vịn ra, nhẹ nhàng giải thích ngươi vẫn chưa hiểu tiên nhân bản chất không liên quan đến thiện ác hắn chỉ là mất trách không muốn quản chuyện nếu vô lượng đạo hoàng tông và bắc long cung có thể làm chó thì đông long cung chúng ta cũng có thể làm hơn nữa còn có thể làm tốt hơn đợi đến khi ta bước vào đạo cảnh có thể từ từ tính toán theo ý tưởng của chúng ta để trị vì mảnh đất này làm chó tử tiên hoàn toàn nổi giận quay người lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn huynh trưởng chẳng lẽ ngươi quên bọn họ đã biến chị gái của mình thành người phụ nữ hám danh như thế nào ép nàng lên tiên đình làm thú cửi cho cái gọi là tiên nhân toàn bộ đại điện rơi vào im lặng tử dương thái tử ngay ra nhìn chỗ hư vô sau một lúc lâu mới từ từ quay đầu lại nhìn tử tiên giọng nói có chút khàn. ngươi và phụ hoàng đều cho rằng tử linh bị hồng trạch tiên nhân lừa gạt cuối cùng phản bội trở thành bộ dạng mà chúng ta chán ghét hắn hít một hơi thật sâu liệu có khả năng nàng vốn là kẻ tham lam những chuyện đã làm với Huyền Khánh trước kia, chỉ là vì nàng lo lắng tiên nhân trên trời điều tra nàng, không thích nàng, khiến nàng không được chọn, nên thú vật này, định hủy hoại danh tiếng của Huyền Khánh trước khi rời đi không, bao gồm cả việc nàng ở bên Huyền Khánh, cũng không phải vì yêu mến, chỉ đơn giản là cảm thấy nam nhân trẻ tuổi này đủ xuất sắc, có thể đưa nàng lên trời, thành tiên tổ. Ngươi nói bậy, tử tiên xong. Đến trước ngai vàng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của huynh trưởng, điên cuồng cào loạn. Nàng là tộc tử nham Bạch Long, chị gái ruột của nàng, sao có thể là ác nhân trời sinh, chuyện tốt đó truyền khắp hồng trạch, sao có thể bẩn thiểu không chịu nổi như vậy, tử dương thái tử cũng không ngăn cản, chỉ nhếch môi, quay mặt xa một bên, thôi, ta không nói lại được các ngươi, nhưng bây giờ Tây Long Vương tỉnh dậy, thì kế hoạch của các ngươi cũng không còn khả năng tiếp tục, hãy nói chuyện về vạn yêu điện trước đã. Có khả năng tiếp tục hay không, ngươi không quyết định được, chúng ta chờ mà xem. Tử tiên vô thức đáp trả lại, sau đó lập tức hoàng hồn, lo lắng nói, đúng rồi. Vạn yêu điện, thẩm nghi, suýt quên mất, chuyện này còn chưa xong. Có huynh trưởng ở đây, nàng như từ một bảo sơn long phi cao quý trở thành một tiểu cô nương hoảng loạn. Ta đi trước đây. Tử tiên vẫy tay, trực tiếp bay ra khỏi nội thất. Tử dương yên lặng nhìn bóng dáng muội muội rời đi, sau khi đối phương biến mất khỏi tầm mắt, liền khẽ thở dài, mỉm cười bất đắc dĩ. Thẩm nghi hắn lặng lẽ nhắc lại cái tên này. Thôi, nghe có vẻ ít nhất cũng là tên của nam tử dễ nghe hơn ba chữ cơ tỉnh hy nhiều có thời gian có thể gặp một lần còn bây giờ hắn đưa tay đến đống ngọc giảng và cuốn tông điển trên bàn trong không khí trầm lắng của trầm hương hắn lặng lẽ đọc sách tây hồng long vương điện khuôn mặt kỳ thánh đào âm trầm dẫn theo hai vị tông chủ của vô lượng đạo hoàng tông bước nhanh vào sau đó ngồi vào ghế cao đột một vung tay nhìn mọi người dưới cho bản vương một lời giải thích hợp lý kỳ gia lão ngủ cả người run rẩy lén nhìn ánh mắt của nhị ca vừa trở về kỳ chiêu văn lúc này có tâm trạng vô cùng phức tạp tin tốt là cuối cùng hắn đã rửa sạch quan hệ với vạn yêu điện nếu hắn có thực lực diệt đại trường lão ứng gia thì đâu cần phải mưu mô quỷ kế để tranh đoạt vị thái tử tin xấu là địa vị của tây long cung trong mảnh đất này dường như đã trở nên vô cùng nguy hiểm những con chuột mà hắn vốn nghĩ sau khi lộ diện lại là một bầy hổ súng núi không thể ngăn cản nếu không có sự trợ giúp của vô lượng đạo Hoàng Tông và ứng gia, thì ngay cả phụ hoàng bây giờ cũng không thể ăn ngon ngủ yên. Những thứ trên bàn là thư tín của các tông chủ gửi đến. Tử tiên chậm rãi bước ra khỏi đám đông, cũng rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên đó. Thư tín, mí mắt Tây Long Vương giật giật, khóe môi nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Nhóm nô tài hèn mọn này, bây giờ lại dám cả gan đến mức không trở về báo cáo, thật sự nghĩ rằng Tây Long Cung đã hết thời, không quản lý được bọn chúng nữa sao? Đợi đến khi chuyện này kết thúc, nó chắc chắn sẽ cho đám nô tài này hiểu, việc đắc tội Tây Long cung sẽ có hậu quả như thế nào. Để bản vương xem, ai đã cho bọn chúng can đảm. Kỳ Thánh Đào thu lại nụ cười, vung tay đập vỡ pháp trận trên 10 bức thư, giấy thư lần lượt bay lên, treo lơ lửng trên không, nội dung trên đó lập tức rơi vào mắt mọi người. Mặc dù xuất phát từ mười mấy người, nhưng nội dung trên thư lại giống hệt nhau đều là miêu tả chi tiết những gì đã xảy ra trong trường. Có tu sĩ mặc sam, lợi dụng cơ hội hai con hổ tranh nhau để báo thù riêng, cầm kim văn huyền đao, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đao quang, chém giết đại trường lão hộ tộc ứng gia và nhiều môn nhân, không để lại người sống, muốn truy đuổi người của vạn yêu điện, nhưng không thành, đoạt lấy thiên lang tinh đồ rồi rời đi. Tây Long Vương rơi vào im lặng. Nó đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ rằng người giết hai con cháu của ứng gia lại không phải là vạn yêu điện, mà là tu sĩ của chính Tây Hồng. Thật trùng hợp làm sao, nó còn mời người này vào trong. Phụ vương, nhi thần thật sự không biết thân phận của hắn. Đúng rồi, thê thê biết, biết tông chủ đi hỏi thê thê rồi, kỳ gia lão ngủ bịt tai không nghe thấy gì, quỳ xuống đất. Tông chủ tuyết gia đâu, kỳ thánh đào cố gắng kiềm chế sự chấn động trong lòng, càng là lúc này, càng không thể hoảng loạn. Chỉ là nó vừa ngủ dậy bao lâu, mà tại sao Tây Hồng lại trở thành bộ dạng mà ngay cả nó cũng không hiểu nổi như thế này. Đó là đại trường lão hộ tộc của Bắc Hồng Kỳ Gia, cho dù chính mình ra tay xử lý, muốn phá vỡ bộ giáp bảo vệ đó, cũng cần tốn chút công sức và tay chân, vậy mà lại bị một người vô danh tiểu tốt dễ dàng giết chết như vậy. Hơn nữa, mặc dù nó không tin hết những tin tức mà các tông chủ truyền về, nhưng theo như những gì đã nói trên đó, sau khi giết ứng gia, tu sĩ mặt sam này còn muốn ra tay với vạn yêu điện một lần đắc tội cả ứng gia lẫn vạn yêu điện cũng không sợ, đây thật sự là tài nguyên của Tây Hồng có thể nuôi dưỡng ra sao? Thê thê, phụ vương đang hỏi ngươi. Kỳ chiêu văn khẽ nhắc nhở. À tử tiên lúc này mới hoàn hồn lại. Mặc dù trong lòng đã có chút dự đoán, nhưng khi thật sự phát hiện ra những chuyện này đều do một mình thẩm nghi gây ra, nàng vẫn có chút choáng váng. Những chữ đơn giản này lại ẩn chứa sự tà nhẫn khó mà tưởng tượng được của tộc tử Nham Bạch Long mười mấy đầu họa lân từ hậu kỳ thiên cảnh đến bạch ngọc kinh phải biết rằng trước khi đến đây đám người này hoàn toàn không quen biết thẩm nghi đến đây báo thù cũng là vì vạn yêu điện chứ không phải là nam hồng thất tông hơn nữa nguyên nhân sâu xa vẫn là vì thẩm nghi đã giết chết tiểu bối của người ta trước chỉ để phòng bất trắc vị tông chủ này đã ra tay giết chết tất cả cách hành xử như vậy rõ ràng là khiến tử tiên có chút không quen hoàn toàn không thể liên tưởng đến một người có tính cách hơi lạnh lùng nhưng lại lễ phép và nho nhã như vậy không ngờ tỉnh hy lại cố ý nhắc nhở mình có lẽ chỉ có người của nam hồng thất tông mới biết được bộ mặt thật sự của vị nam dương tông chủ này đáng sợ đến mức nào người hỏi gì đó tuyết tông chủ đâu thấy nữ nhân này giả ngu hai vị tông chủ của vô lượng đạo hoàng tông cuối cùng cũng không nhịn được quát lên gọi cái gì đó tử tiên xoa xoa giữa ngực trừng mắt nhìn miệng hắn không sạch sẽ để huynh trưởng ta bắt giữ rồi, không phục thì đến Bảo Sơn tìm huynh trưởng ta đòi người đi, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Hai vị tông chủ của vô lượng đạo Hoàng Tông nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không phản ứng kịp. Ngay cả Tây Long Vương cũng ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười vui vẻ, tử dương đến Tây Hồng rồi. Sao không nói cho bản vương một tiếng? Có vị thái tử Đông Long cung này giúp đỡ, cộng thêm thế lực khổng lồ mà đối phương đại diện đứng sau lưng, có thể nói rằng, trừ khi chủ nhân của vạn yêu điện là Hồng Trạch Đại Tiên, nếu không thì dù thế nào cũng không thể chống lại được. Cho dù là tử dương thái tử đến đây, cũng không thể bắt tông chủ của vô lượng đạo Hoàng Tông, tử phúc hải nheo mắt lại, nhưng vẫn đứng ra. Không phải ta bắt, có ý kiến thì đi hỏi hắn. Tử tiên liếc mắt, không cho đối phương một chút sắc mặt nào. Đúng rồi, hắn còn nói, trừ tuyết nghiêng ra, trước khi chuyện vạn yêu điện được làm sáng tỏ, hai người các ngươi cũng phải luôn sẵn sàng chờ lệnh. Nghe vậy, sắc mặt của hai vị tông chủ lập tức trở nên đen tối. Bọn họ gần như không chút do dự, đã đưa tay lấy ngọc giản muốn truyền tin cho bác Hồng. Nếu Đông Long Cung không nói lý, thì vô lượng đạo Hoàng Tông cũng không phải là loại quả hồng mềm. Bình tĩnh lại, kỳ thánh đào cuối cùng cũng nâng tay, dùng yêu lực nhẹ nhàng khuyên can hai người, các ngươi đều là người tốt, đến để tiêu diệt nhóm hung đồ kia, đừng vì một vài hiểu lầm mà nội chiến nói lời quản chuyện ân quán giữa đông long cung và vô lượng đạo hoàng tông vẫn là dọn dẹp tây hồng của nhà mình sạch sẽ mới quan trọng xin lỗi chúng ta không phải đến vì vạn yêu điện hai vị tông chủ thu lại ngọc giảng lạnh lùng nhìn tây long vương rõ ràng là nhìn ra được lúc này đầu lâu già này chỉ muốn lo chuyện cho xong có lẽ hung đồ thật sự vẫn đang ở trong bức thư kia khi xưa có ngọc giảng truyền khắp tây hồng tu sĩ cầm huyền kim phong mang chém vỡ đạo binh của đệ tử vô lượng đạo Hoàng Tông, cũng có chút tương tự với những gì mô tả trong bức thư. Còn vạn yêu điện, vẫn để cho Đông Long Cung từ từ xử lý đi. Chúng ta cáo lui, tự phúc hải quay người đi ra ngoài, đến khi đến cửa, lại dừng bước, xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ trở về Bắc Hồng, đợi đến lúc đó, nếu như tuyết nghiên thiếu mất một sợi lông, thì chuyện mà vô lượng đạo Hoàng Tông chúng ta có thể làm cũng giống như ứng gia vì việc của thiên kiêu trong tộc mong rằng bảo sơn long phi giúp truyền lời một chút chờ một chút tự nhiên nhất thời không phản ứng kịp rõ ràng là người của huynh trưởng mình sao vô lượng đạo hoàng tông lại đột nhiên kéo dẫn lên đầu thẩm nghi vị tông chủ nam dương này từ khi rời khỏi nam hồng đến giờ đã bao lâu rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể đắc tội cùng lúc với nhiều thế lực hàng đầu như vậy đối mặt với sự ngăn cản của tự nhiên hai vị tông chủ của vô lượng đạo hoàng tông như không nghe thấy gì vẫn bước đi về phía cửa điện bản vương hiểu tâm ý báo thù của hai vị kỳ thánh đào cuối cùng cũng đứng dậy khuyên nhủ nhưng tu sĩ kia đã có thể giết được nguyệt công quý chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó tốt nhất không nên nóng vội chúng ta hãy thảo luận cẩn thận rồi quyết định sau để tránh xảy ra sai sót thực ra đối với tây long vương mà nói bất kể là đối phó với vạn yêu điện hay là đối phó với tu sĩ mặt sam kia đều đang giúp tây hồng diệt trừ loạn địch hiện giờ tử dương đang mạnh mẽ tiến vào tây hồng còn bắt cả tuyết nhiên Muốn hai bên hòa thuận cùng tồn tại, đồng tâm hiệp lực, thật chẳng khác nào mơ mộng hảo huyền. Nhưng những lời xã giao cần thiết vẫn không thể thiếu. Sai sót, Tư Đồ Phúc Hải chậm rãi dừng bước, cười như không cười liếc nhìn Kỳ Thánh Đào. Con rồng già này muốn giang hòa, chẳng qua là vì cảm thấy thực lực của mình không bằng vị thái tử Tử Dương kia mà thôi. Một tay Hồng Long cung nho nhỏ, cũng dám coi thường vô lượng đạo hoàng tông. Bản tọa không rõ lắm đợi ta tế ra tổ bi thì ở tây hồng còn có thể xảy ra sai sót gì chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng đã khiến trong đầu mọi người chỉ còn lại hai chữ tổ bi theo như mọi người đều biết trong vô lượng đạo hoàng tông có một tảng đá tiên duyên trên đó ghi chép tất cả con đường tu hành của muôn nhân ngoài ra tảng tổ bi này còn có công hiệu tương tự như lông cổ đương nhiên hai vị tông chủ không thể mang tảng tổ bi này theo bên mình đến tây hồng nhưng nghe ý này dù cách xa đến vậy họ vẫn có thể tế ra một phần năng lực của tảng đá này. Quả là tiên duyên. Thực sự đã giấu được một chiêu. Kỳ thánh đào trong lòng dậy sóng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, như thể vì tử dương mạnh mẽ mà mình không còn cách nào khác, thì ra là vậy, vậy chúc hai vị một trận thắng lợi, thay tư đồ quân thủy Tông chủ báo thù. Ngươi yên tâm, sẽ có. Thạch Liên Sương giọng lạnh lùng, vô lượng đạo Hoàng Tông là một trong ba thế lực hàng đầu, so với Đông Long Cung và Bắc Long Cung, đây cũng là tông phái duy nhất do nhân tộc tu sĩ nắm giữ, cũng là một cự khối mới nổi trong loạn sát. Điều kiên kỵ nhất chính là người khác cảm thấy họ không bằng hai Long Cung này. Có cần ta phái người đi tìm kiếm tung tích của tu sĩ kia không? Kỳ thánh đạo thái độ lại khách khí hơn rất nhiều. Ha, ngươi vẫn nên lo cho vạn yêu điện của mình thì hơn. Tư đồ phúc hải cười lạnh một tiếng, nhạt nhẽo nói, bào đệ của ta, lúc trước đã mất tích khi đến bàn sơn tông nếu ta không nhớ nhầm thì vị tu sĩ mặc sam kia hình như cũng đi theo bàn sơn tông chủ đến đây thì phải tạm biệt hai người không còn do dự nữa trực tiếp lướt ra khỏi đại điện bay về phía mặt nước tại nơi không ai phát hiện nghe thấy cái tên bàn sơn tông hơi thở của tự nhiên lập tức trở nên gấp gáp hơn nếu không phải kỳ thánh đào đang ở đây nàng ước chừng đã không thể kiềm chế được tâm trạng cũng muốn lao ra khỏi cửa điện nàng không biết thẩm nghi có ở bàn sơn tông hay không nhưng lúc này tông môn đã đến nam hồng chi viện nàng rất rõ hiện giờ cơ tỉnh hy đang ở tây hồng với tính cách của nam hồng thất tử làm sao có thể trơ mắt nhìn ân nhân gặp nạn xong rồi nghĩ đến đây tự nhiên vô thức nhìn về phía ngọn núi ngọc muốn giải quyết phiền phức này trừ khi huynh trưởng mình ra mặt bằng không e là cũng không có khả năng tây hồng trong bàn sơn tông vị trí của ngọn núi thấp ban đầu, sau khi ngọn núi này bị người khác lấy đi, đã được xây lại thành một miếu thờ lớn để tưởng niệm. Hoàng Văn Pháp luôn cảm thấy tên mà Khai Tông Tổ Sư đặt thật xui xẻo. Bàn Sơn Tông, Bàn Sơn Tông, kết quả thật sự để người ta bốc ngọn núi đi. May mắn là người lấy ngọn núi thấp đó đi chính là Tông Chủ Thẩm, Tông Môn mất đi Bảo Sơn, sau đó lại thu được mật tàng bên trong. Ha! Hàng Văn Pháp chậm rãi vuốt ve ngọc giản trong tay, ai có thể tưởng tượng, dưới vẻ ngoài bình thường này, lại ẩn giấu một môn tiên pháp chân chính. Thần nhạc trấn thanh thiên, hơn nữa so với các tiên pháp khác, thần nhạc trấn thanh thiên có thể chia thành ba thức, từng bước một, không biết đã giảm bớt độ khó khi nhập môn bao nhiêu lần. Chắc chắn là bảo bối có thể giúp tông môn bứt phá, gia nhập hàng ngũ thế lực hàng đầu ở Hồng Trạch. Nhưng tông chủ thẩm lại không nói một câu nào chỉ tùy tiện ném thứ này vào trong ngực mình cho nên ta nói bái ngọn núi này có tác dụng gì chứ có thời gian thì hãy bái tông chủ thẩm một cái mới là thật hoàng văn pháp thu hồi ngọc giảng chắp tay lại nghiêm túc hành lễ hai cái trước miếu thờ nhìn thấy hành động này diệp tùng có chút dở khóc dở cười nhưng sau đó cũng đồng cảm sâu sắc nhìn về phía miếu thờ chỉ riêng thức thần nhạc trấn thanh thiên này thì việc bàn sơn tông đắc tội với vô lượng đạo hoàng tông cũng không tính là thiệt hơn nữa, tông chủ thẩm từ trước đến nay chưa từng thực sự để áp lực rơi lên người Bàn Sơn Tông. Chỉ là không biết đối phương hiện tại đang có tâm trạng gì, sau khi chém giết đám người Nguyệt gia, bên cạnh ngay cả một người để thảo luận cũng không có. Cùng lúc đó, trong miếu thờ. Khụ khụ. Úc Lan ôm chặt cánh tay, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của người bên cạnh. Trong lòng nàng có chút chua xót. Được lợi lớn như vậy, thì bị dùng đến chết cũng là điều nên làm. Chủ nhân, thiên cơ thực sự không giỏi về trận pháp. Nguyệt thiên cơ mặt giáp bảo, vẻ mặt khổ sở, đừng nhìn hắn có dáng vẻ nhát gan, nhưng khí thế toàn thân lại khác hẳn so với trước đây. Như thể thân thể đã được một vật nào đó gột rửa, cảm giác như có thể bay lên trời cao. Vật được gọi là, một vật nào đó, này, chính là huyết hải hóa thành từ thi thể của đại trường lão Nguyệt Công Quý và hơn 10 tộc nhân, một hơi giúp nguyệt thiên cơ phá vỡ mấy đường bình cảnh đạt đến cảnh giới gần như viên mãn của thiên cảnh nếu không phải hắn chỉ có tu vi địa cảnh sơ kỳ thì chỉ dựa vào một lần thu hoạch này đã có thể giúp hắn đuổi kịp kha thập tam không sao ta giỏi ơ ta giỏi thẩm nghi xếp bằng ngồi trên bồ đoàn giọng nói bình tĩnh hơi khẽ dùng ngón tay lau lau khóe miệng toàn bộ khuôn mặt hắn đã trắng bệch đến cực điểm phải biết rằng hắn cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực trận pháp. Nhưng trận đồ tham lan tinh đấu trảm tiên đà này thực sự không hoàn chỉnh, mỗi tông chủ của Tây Hồng đều chỉ nắm giữ một phần, số lượng người không đủ, lại còn thiếu mấy phần. Hơn nữa thẩm nghi còn dự định dùng trấn thạch để tạo trận, cho nên muốn độc lập nắm giữ trận pháp này, lại không có sư phụ chỉ dạy, độ khó càng tăng lên gấp bội. Ngoài ra, thiên tư ngộ tính của hắn và tuyết nghiên thực sự có chút chênh lệch. Tuy nhiên, bất kỳ khó khăn nào, ngay cả đại trận có thể sánh với tiên pháp, trước mặt yêu thọ hơn 10 triệu năm, cũng đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Mặc dù phần lớn thời gian cần phải dành để ngưng tụ ấn tượng yêu hoàng, nhưng hắn cũng thật sự không thiếu thời gian để lĩnh ngộ trận pháp trong mấy vạn năm này. Đủ nghỉ ngơi chưa, tiếp tục. Vừa dứt lời, Nguyệt Thiên Cơ đã bị thẩm nghi kéo vào trong mặt trận. Toàn bộ miếu thờ lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc. Không biết có phải là ảo giác hay không, thẩm nghi chậm rãi nhắm mắt lại, Dường như đã dần quen với phản hồi tiêu cực mà mặt trận mang lại. Cảm giác khó chịu đến mức như muốn nứt ra cả ngũ tạng lục phủ, thần hồn gần như tan vỡ, lại đại diện cho việc thực lực đã tăng lên. Và hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chính là thực lực. Sau khi bước vào thiên cảnh trung kỳ, Thẩm Nghi đã phát hiện ra một vấn đề. Tiên pháp đạt đến viên mãn, thực sự có thể sánh với thần thông, thậm chí còn mạnh hơn cả thần thông thông thường. Nhưng thần thông của tu sĩ không phải là bất biến ví dụ như thức thần thông thứ ba của tiền bối diệt kéo vạn vật nhất kiếm nếu thật sự đâm vào thì chỉ một chiêu đã suýt nữa lấy đi mạng sống của bắc hồng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nếu hắn bước vào thiên cảnh viên mãn lĩnh ngộ ra thức thần thông thứ tư thì sẽ có uy lực kinh người đến mức nào nói cách khác cảnh giới càng cao thì những thần thông được lĩnh ngộ dần dần sẽ không thể sánh được với tiên pháp nếu không thì theo cách tính toán đơn giản nhất hiện tại hắn nắm giữ hai thức tiên pháp cộng thêm hai thức thần thông thì đáng lẽ đã có thực lực của thiên cảnh viên mãn tuy nhiên trên thực tế khi thẩm nghi so sánh mình với kha thập tam còn cần phải tính cả yêu hoàng binh vào ước chừng cũng chỉ vừa mới chạm đến cảnh giới này mà thôi thậm chí có thể còn không đủ với thực lực như vậy muốn đạt được mục tiêu nắm giữ ba hồng đồng thời còn phải chống lại áp lực của bắc hồng nghe thôi đã như đang nói đùa vì vậy hiện tại bất kỳ sự gia tăng nào cũng không thể bỏ qua tây hồng giữa biển xanh trời biết Cơ tỉnh hy xem như bình tĩnh bay lơ lửng trên không trung chờ đợi, nhưng năm ngón tay siết chặt lấy vỏ sò lại lộ ra sự bất an trong lòng nàng. Tỉnh hy, không được nóng vội, ta sắp đến rồi. Giọng nói an ủi của tử nhiên truyền ra từ trong vỏ sò, đồng thời còn kèm theo vài tiếng khịt mũi. Ngươi không đi, ta tự đi, dù sao ngươi cũng chỉ có một tỷ muội chết thì cũng mặc kệ. Cơ tỉnh hy im lặng nhìn vỏ sò, nhưng trong lòng lại càng rối loạn hơn. Ngươi có thể khiến tử nhiên gọi một tiếng huynh trưởng, thì cả hồng trạch này cũng chỉ có một người mà thôi nghe ý này hiện tại dường như đã có một phiền phức cần thái tử tử dương ra mặt để giải quyết hơn nữa còn có liên quan đến mình đừng hoảng loạn sau lưng cơ tỉnh hy chậm rãi xuất hiện hai bóng người diệp kéo nhíu mày nhìn về phía xa nhẹ giọng nhắc nhở thực ra trước đó ta đã cảm nhận được có cao thủ giao chiến chỉ là thiên cơ bị đại trận che khuất không thể nhìn rõ suy nghĩ mãi cũng chỉ có thể là do vô lượng đạo hoàng tông và nguyệt gia hai thế lực này đều có thù án với chúng ta có một kiếp nạn như vậy cũng coi như là bình thường nghe tự nhiên nói sao đã dịp kéo khẽ vỗ vai cơ tỉnh hy đúng vậy tông chủ thẩm đã đưa chúng ta đến đây nhất định có sắp xếp của hắn hiện giờ tông chủ thẩm đang ngồi vững ở bàn sơn tông chỉ cần hắn chưa ra lệnh chúng ta chỉ cần bất động là được tề ngạn sinh nói xong trên mặt lộ ra vài phần cảm khái càng hỗn loạn thì càng sợ gặp lại người cũ mà thái tử tử dương chính là một trong những người cũ có trọng lượng lớn nhất người bạn thân từng ngồi chung một bàn, mười vạn năm gặp lại, giờ đã không còn cùng một tầng lớp nữa. Ngay lúc này, ánh mắt ba người hơi ngưng tụ lại. Ngay sau đó, một tia sáng trắng tím từ dưới mặt nước bay lên, đến vô cùng vội vàng. Á, à, biểu cảm lo lắng của tử nhiên lúc này, khi nhìn thấy dịp kéo và tề ngạn sinh, lập tức trở nên hoang mang. Không phải, sao các ngươi cũng ở đây? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.